Thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Ninh Bình, trừ các cơ sở kinh doanh các mặt hàng dịch vụ thiết yếu đều đóng cửa, treo biển tạm dừng hoạt động, người dân hạn chế ra đường. Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày đầu thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly toàn xã hội, từ các tuyến đường lớn như Trần Hưng Đạo, Lương Văn Thăng, Đinh Tiên Hoàng, Lê Hồng Phong đến các ngõ phố nhỏ đều vắng người đi lại. Lượng phương tiện di chuyển chỉ bằng khoảng 1/3 ngày thường, lòng đường vỉa hè được trả lại không gian thông thoáng. Nhiều hàng quán trên địa bàn thành phố Ninh Bình đồng loạt đóng cửa. Những thông báo tạm dừng hoạt động được chủ các cửa hàng dán trên những ô cửa đóng kín mít. Những tuyến phố sầm uất nay bỗng trở nên vắng lặng. Tại khu vực phố 8 phường Tân Thành, nơi được mệnh danh là phố ẩm thực của giới trẻ với vô vàn những đồ ăn vặt, đây là con phố tập trung nhiều hàng quán có thâm niên nhiều năm chuyên bán đồ ăn vặt phục vụ nhu cầu cho lượng lớn học sinh sinh viên của các trường trung học phổ thông quanh địa bàn thành phố Ninh Bình và giới trẻ. Tuy nhiên, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, các hoạt động kinh doanh ăn uống tại đây đã có sự thay đổi đáng kể. Tại phố 3 phường Vân Giang, nơi vẫn được người dân thành phố kháo nhau với tên gọi là phố ăn sáng, bởi nơi đây tập trung hàng chục quán bán đồ ăn sáng từ bún phở miến bánh đa cho đến bánh cuốn bánh mì, nên thường ngày từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, không khí nhộn nhịp, tấp nập xe máy, ô tô của thực khách là cảnh quen thuộc của người dân nơi đây. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, bản thân tôi là một người dân bán hàng nhưng tôi đã có ý thức chung tay chống dịch cùng chính phủ. Tôi đã nghỉ hàng từ ngày 28 tháng 3, nghỉ hàng nhưng cũng không dám về thăm bố mẹ, gia đình. Con ở trên Hà Nội cũng động viên cháu. Ai ở đâu ở yên chỗ đấy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 28 tháng 3, đồng loạt các hàng quán tại đây đã đóng cửa. Các cửa hàng đồ ăn nhanh như Jollibee, KFC cũng không còn cảnh đông đúc thực khách như trước đây. Các dịch vụ như karaoke, spa, làm tóc đều đồng loạt đóng cửa. Nhiều cửa hàng đã nhanh nhạy chuyển đổi hình thức kinh doanh theo hướng nhận bán mang về hoặc ship tận nhà cho khách hàng. Tuy vậy, lượng tiêu thụ cũng suy giảm đáng kể, chỉ bằng 1/3 so với trước đây. Vẫn có một số cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm vẫn mở cửa với lượng người mua sắm giảm hẳn. Trong khi đó, một số cửa hàng khác không đóng hẳn cửa, vẫn để hé cửa phục vụ khách hàng. Trước cửa ra vào đều có thông báo khách đến mua hàng đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào cửa hàng. Không chỉ có các hàng quán có mặt bằng cố định đóng cửa, những hàng quán vỉa hè, quán nước di động cũng đã không còn xuất hiện kể từ ngày 28 tháng 3. Tại khu vực quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, trước đây là nơi tập trung hàng chục quán nước di động, có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí thu hút đông đảo lượng học sinh, trẻ em đến vui chơi mỗi ngày, giờ đây đang trong tình trạng khá vắng vẻ. Không còn hàng quán, chỉ còn lác đác người dân đi bộ tập thể dục, đạp xe, tập bóng chuyền. Mỗi người đều không quên trang bị cho mình khẩu trang trên mặt. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, người dân trên địa bàn thành phố đều chấp hành nghiêm túc theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nhận thức được ý thức của mình trong công tác chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước khi có chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì bản thân em đã thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế rồi ạ. Và sau đó thì em cũng rất là đề cao cái việc là đeo khẩu trang, rồi hạn chế đi ra ngoài nơi công cộng, cách xa người khác 2 mét ạ. Việc chấp hành các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng như những khuyến cáo của Bộ Y tế trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành, cộng đồng người dân trên địa bàn thành phố nói riêng, người dân trong tỉnh nói chung thực hiện nghiêm túc và quyết liệt với mong muốn góp phần cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.